Miệt Mỹ Hòa Long Xuyên giờ còn một vài nhà vẫn bền bỉ với nghề đóng ghe xuồng. Người thợ nơi đây tự tin khi còn sông nước, còn con đò thì nghề của họ còn sống mãi. Ông Sáu Rõ, người thợ thâm niên 1/3 thế kỷ nói, cứ mùa lũ về là nghề làm xuồng đắt hàng. Đến gà cũng bạn mà hồi nhỏ lớn á, như 3 mấy năm rồi. Tại ông cha ông truyền lại mà. Đóng bắn lây gai hoài như cả cuối tháng giêng mà đóng hoài tới. Đồ quả như đóng 2-3 ngày, nghỉ 2-3 ngày vậy đó. Đồ đất thì làm tới trận dạng luôn. Ông Sáu kể từ nhỏ đã phụ cha anh cầm búa, cưa đóng xuồng và gắn luôn với nghề này. Nghề làm xuồng đời trước cứ truyền lại cho đời sau, tùy sở thích của mỗi nơi mà thợ xuồng theo đó đóng xuồng phù hợp, như vùng An Giang thích xuồng cui, kiểu đóng bể lá, bà Màu cho biết. Cái này như dạng là đóng là chỉ loại sau vườn, là đóng bảy lá, xuồng chính tắc có 1 mét, 1 mét 1, 1 mét 2, 1 mét 3, nó vậy đó. Thì be thì 1 phân rưỡi, còn cong thì 3 phân. Cái này như dạng đi sông nhỏ, như dạng là mình đi chân câu hoặc chân lưới hoặc đi xiệt đồ gì đó. Còn miếng mà người ta xài như dạng mà cắt cỏ bò hay là hoặc những chuyện lớn đi cào đi này kia đó, thì mình đóng xuồng lớn hơn. Những chiếc xuồng này có thể chở được 2 người, phù hợp thả câu miệt đồng. Ông Sáu nói tiếp. Xuồng nhỏ này chắc đi được 2 người. Xuồng trên, xuồng đủ được kéo chứ. Bự thì 4 người, nếu mà đi khẩm thì tạt nước. Rồi đi 2 người là vững chăng luôn. Thước mốt đi 2 người vững luôn. Xuồng thước cũng vững nữa. Thước 2 người vững, 3 người khẩm. Đi khẩm là từ địa phương, ý nói là xuồng chở thêm người vẫn được, nhưng phải tát nước khi gặp sóng ở mùa lũ lên, khiến nước tràn vào xuồng. Mùa nước nổi năm nay đang đợi trông chờ để có thể bán xuồng ghe, bà Màu kể. Mùa nước lên là từ cả tháng 7 cho tới tháng 8, tháng 9, tháng 10 là hết. Là nghề phụ thuộc vào mùa nước nổi hàng năm, nên bám theo nghề là rất cực, ông Sáu chia sẻ. Làm nghề phải cực rồi, nghề này cực hơn tất cả nghề nào chứ. Cái nghề tại ông cha không đưa truyền cho mình không bỏ được. Trét ghe xuồng bằng dầu chai thường là công đoạn dành riêng cho phụ nữ. Trét chai theo đường hèm, theo dây cong cả trong lẫn ngoài xuồng. Ghe xuồng nếu được chống thấm kỹ lưỡng có thể dọc ngang sông nước cả chục năm.